Hello cô chú anh chị. Xin chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Đa tạ cô chú anh chị thời gian qua luôn sát cánh, luôn ủng hộ, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Và xem kênh bấm cái nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Dạ, và hôm nay em lên cho bà con mình một con ghe 4 tấn nha. Sau núi, máy xe, 4 máy, có tốc độ, lái qua lăng luôn, dán sạp đầy đủ. Mời cô chú anh chị xem clip ngày hôm nay, mời bà con vừa ý liên hệ với chủ ghe nha bà con nha. Mời cô chú anh chị. Dạ, trước mặt cô chú anh chị là một em ghe 4 tấn. Dạ, kích thước là chiều ngang 1m80, chiều dài 10 thước nha cô chú anh chị. Dán rất là đẹp, thông đòn cực kỳ, dán sạp đầy đủ. Con này thì nó chạy máy xe, lái qua lăng, có bửng nước phía sau. Tổng chi tiết em quay cho cô chú anh chị mình. Bé này thì bé liền nha cô chú anh chị, sau núi gạt chăm chăm. Và giá rất là nhẹ nhàng cho cô chú anh chị mình. Bé này may nhôm, chạy cũng có tốc độ nha cô chú anh chị nha. Tổng dáng của em đó, ngang 1m8, dài 10 thước. Dạ, về cô chú anh chị mình đi vườn, đi câu, làm ghe gia đình, ghe nhà ở được nha. Kích thước ngang đến 1m8 lận. Con này thì be bọng nổi cao nước, đẹp lắm cô chú anh chị. Ghe thì đang nằm ở chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. Đang đi máy xe nha, 4 máy, hộp số vàng. Lái qua lăng là lái bốt luôn. Quay tổng cái chi tiết, và sau đó mình sẽ vào bên trong xem em nó nha. Rất đẹp nha bà con, be liền luôn, cực kỳ dễ thương nha cô chú anh chị. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đảm bảo cô chú anh chị mình xuống đây coi là thích liền. Ghe thì nằm ở phía sau bãi máy mình nè cô chú anh chị, chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. Em này thì 4 tấn nha. Dán sạp đầy đủ hết, từ đầu tới đuôi. Dán sạp cũng là sau núi luôn bà con. Và đây là từ phía trước nhìn ra phía sau nè. Giá con này rất nhẹ nhàng cho cô chú anh chị mình. Những bà con nào mua về sử dụng mục đích đầu tư á, dạ thì giá rẻ nha, mau thu hồi vốn cho bà con. Dạ, nếu con này mà bà con mình làm ghe câu thì đi tầm khoảng 6-7 người, 7-8 người nha. Ngang 1m8 lận, dài 10 thước. Công đà nó 10 vuông luôn. Mặt mũi rất là dễ thương. Tổng dáng em đó. Giờ mình vô bên trong luôn nha bà con. Con này thì bây giờ chủ bán với giá 32 triệu. Dạ, thương lượng trực tiếp tại chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. Chủ rất là nhiều ghe nha, dạ cho nên bán bớt nha cô chú anh chị. Đó, đằng kia còn chiếc 2 tấn nữa kìa. Bà con mình có cần thì anh bán luôn, giá có 10 mấy triệu thôi. Này, bây giờ em dỡ cho bà con mình coi. Dỡ sạp luôn. Đây là cái sạp mũi. Dán sạp đầy đủ. Công đà be bọng sạch sẽ. Rất là đẹp nha bà con. Ghe này thì lắp giờ định kỳ mình xài thôi. Dạ, 6 tháng, 1 năm gì đó mình lắp nó 1 lần. Bảo dưỡng cây. Ngang 1m80. Lắp giờ lên đến gia quy luôn nè bà con. Rất là đẹp nha. Công đà be bọng còn vuông góc luôn á. Đây là bên trên nè. Đó, be bọng thì hai bên như một. 1m80 và dài 10 thước. Đi máy 4 xe, hộp số vàng. 4 máy có tốc độ nha bà con. 4 máy con này lòng 92 ly, máy 93 ly á nè. Công đà vuông góc nè, 50 nè. Rất là dày luôn. Gần gần nước nước nha. Sau núi 100 nha. Ghe chỉ có 32 triệu thôi nha cô chú anh chị. Về bà con mình làm đò ngang cũng được nữa nè. Hầm giữa khô ráo, rất là đẹp. Dỡ thêm một phần nữa cho bà con mình coi. Này, 32 triệu thôi nha cô chú anh chị nha. 4 tấn máy xe, lấy qua lăng, lấy bót. Sau núi luôn nè bà con, xanh lè luôn nè. Dán sạp sau núi luôn. Này, em này hiện tại đang chạy máy 4 Kia, lấy qua lăng bót. Ở phía sau thì còn rất là dài. Và bà con mình về làm ghe câu ở phía sau này mình làm lan can cho khách câu. Rất đã nha, thoáng ghe dữ lắm, đích rộng luôn nha. Em này hiện tại đang chạy hộp số vàng. Để em coi coi. Hộp số vàng 2,5 tuổi. Số 2,5 tuổi nha cô chú anh chị. Tiếp 60. Lắp 30. Đó, phía sau còn rộng dữ lắm bà con. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại bà con. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Vừa ý bé này liên hệ với em hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Phú, Vĩnh Long xem ghe nha. Bye bye.